Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường Thuận Giao thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review giới thiệu cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu, mặt tiền tân cổ điển. Vị trí rất là đẹp, vị trí căn nhà mình thuộc phường Thuận Giao, gần với chợ Thuận Giao, gần với ngã tư Địa Chất, gần kế bên con đường 22 tháng 12. Từ nhà này di chuyển đi quốc lộ 13 cũng rất là gần, và di chuyển ra vòng xoay An Phú thì tầm khoảng là hơn 1 km quý vị nhé. Căn nhà hôm nay mình giới thiệu cho quý vị có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài 14m, tổng diện tích là 70m2, nhà sổ hồng riêng thổ cư 100%, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Công năng sử dụng căn nhà này gồm phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có ban công phía trước. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế mặt tiền tân cổ điển, được chủ nhà đắp phù điêu, những hoa văn rất là đẹp quý vị nha. Ở trên là ban công tròn, ở dưới là ban công vuông. Nhà này có hướng Tây và có con đường phía trước rộng tầm khoảng là 8 mét thông. Từ vị trí này mình di chuyển ra chợ Thuận Giao thì chỉ hết tầm là chưa tới 1 km. Gần với các trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, chỉ trong vòng bán kính tầm khoảng là 1 đến 2 km thôi quý vị nhé. Nhà mình sát bên con đường 22 tháng 12, gần với khu chợ Thuận Giao, chợ đêm Thuận Giao và khu công nghiệp Việt Sinh V-Ship 1. Rất thiện tiện di chuyển đi các trung tâm thành phố như thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là gần quý vị nhé. Nhà này được nằm trong một khu dân cư đang được xây dựng rất là nhiều. Quý vị nhìn thấy trên màn hình này, đường rất là lớn và khu dân cư an ninh yên tĩnh ở đây nhé. Và nhà này có vỉa hè rộng tầm khoảng là 4 mét quý vị nhé. Quý vị nhìn lại này, mặt tiền được chủ nhà đắp phù điêu và sơn cô va đầy đủ hết. Cửa chính thì được chủ nhà làm hai lớp cửa, ở ngoài mình có lớp cửa cuốn đức, phía trong mình có một lớp cửa nhôm sinfa kết hợp với kiếng cường lực 4 cánh ở khu vực này quý vị nhé. Nhà này đang trong quá trình hoàn thiện sắp xong rồi, chỉ việc vệ sinh nhà và đưa nội thất về là có thể bàn giao nhà cho quý vị mua ở rồi. Nhà này bán có tặng luôn nội thất cho quý vị. Nội thất của căn nhà này thì gồm có salon ở phòng khách, bàn ăn và có giường, tủ áo. Hiện tại những phòng ngủ ở trên thì đã có tủ áo và có giường rồi. Ở dưới chỉ thiếu là salon và bàn ăn nữa là có thể bàn giao nhà cho quý vị mua về ở rồi quý vị nhé. Phòng khách thì được chủ nhà lót gạch bóng kiếng khổ 80-80, rất là đẹp này. Vách hai bên thì được chủ nhà trang trí chỉ nhựa alu, giả đá cũng như những vân rất là đẹp ở khu vực. Khu vực ở trong phòng khách thì mình có đèn chùm lớn. Ở ngoài thì mình có thể chạy xe hơi vào trong nhà được, vì chủ nhà để phòng khách rất là rộng dài quý vị nhé. Ở dưới đây thì chủ nhà có làm kệ tivi sẵn cho mình ở dưới khu vực gầm cầu thang nhà mình rồi. Phía trên là trần chỉ thạch cao, được chủ nhà thiết kế rất là đẹp và nhà này để tông chủ đạo là màu trắng quý vị nha. Màu trắng thì hợp với tất cả anh chị. Di chuyển vào khu vực phòng bếp nấu ăn thì ở đây mình có khoảng trống kê bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái ở khu vực này. Phía cuối nhà mình có lối thoát hiểm rộng tầm khoảng 1 mét quý vị nha. Và vách bên đây thì được chủ nhà trang trí rất là đẹp nha. Đây là một mẫu nhà, mặt tiền thì tân cổ điển. Ở trong thì chủ nhà thiết kế theo mẫu hiện đại, phong cách trẻ trung nha. Bếp thì chủ nhà làm 3 dàn tủ bếp và có vách kiếng cường lực, chủ nhà sơn màu xám. Ở bên đây mình có khoảng trống để kê tủ lạnh này. Và phía sau phòng bếp nhà mình là khu vực phòng vệ sinh. Ở đây mình có phòng vệ sinh ở tầng trệt. Tổng nhà mình có tới 4 phòng vệ sinh quý vị nha. Và nội thất của phòng vệ sinh nào cũng rất là cao cấp. Từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage, xoay thiền đầy đủ hết.
và hệ thống cửa thì được chủ nhà làm bằng cửa nhôm xin pha. Bây giờ mời quý vị mình lên trên để tham quan các phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ ở khu vực trên. Quý vị nhìn lại không gian tầng trệt này. Và quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để tiện nhận được những thông báo, những video mới nhất mà nhà đất Hồng Sơn review lên nhiều mẫu nhà đẹp Bình Dương cho quý vị xem tham khảo. Quý vị có nhu cầu đi xem căn nhà này thì hẹn nhà đất Hồng Sơn ở ngã tư Địa Chất ngay với bệnh viện Columbia và điện máy Thiên Hòa nằm ở ngay ngã ba Địa Chất của đường quốc lộ 13 quý vị nhé. Quý vị từ Sài Gòn đi lên cứ đến chỗ điện máy Thiên Hòa là alo cho nhà đất Hồng Sơn, mình sẽ dẫn quý vị ra xem căn nhà này. Và giá căn nhà này đang được chính chủ gửi bên nhà đất Hồng Sơn với mức giá ưu đãi là 4 tỷ 500 triệu đồng. Vẫn còn được bớt trực tiếp với chủ nhà nhé. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì đã có giường và hệ thống kệ cũng như là tủ áo. Kệ ở đây thì chủ nhà làm kệ tivi này. Vì đây là phòng ngủ lớn, phòng ngủ phía trước nên chủ nhà thiết kế rộng rãi và rất là đẹp. Mình có thể gọi là phòng master quý vị nhé. Tủ áo ba cánh, học để đồ ở trên và ở dưới. Và đây là phòng vệ sinh riêng ở trong phòng. Lầu này mình sẽ có hai phòng ngủ và hai phòng vệ sinh riêng ở trong phòng quý vị nhé. Và phòng vệ sinh nào thì cũng được chủ nhà thiết kế nội thất rất là cao cấp. Gạch thì được chủ nhà ốp gạch lên tới nóc luôn và mình có quạt hút mùi lên trên. Nhà này chỉ việc vệ sinh nhà và đưa một số nội thất như mình nói, sofa và bàn ăn là có thể bàn giao nhà ngay cho quý vị mua về ở trong đầu tháng 6 dương lịch này quý vị nhé. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ này cũng rất là rộng vì diện tích ngang 5, dài 14 mà chủ nhà làm chia đôi thì hai phòng ngủ sẽ rất là rộng rãi và thông thoáng. Và phòng ngủ nào chủ nhà cũng thiết kế những dàn tủ áo cũng như tủ để đồ, kệ để túi sách, kệ để tivi. Rất là nhiều công năng quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh riêng trong phòng của phòng ngủ thứ hai. Bây giờ mời quý vị lên lầu trên để ta tham quan tiếp. Quý vị nhớ ấn đăng ký kênh và hãy tặng cho nhà đất Hồng Sơn xin một like. Và nếu thấy căn nhà này đẹp hợp lý thì quý vị có thể chia sẻ lên Zalo, Facebook để lúc cần mình có thể mở ra xem cho dễ quý vị nhé. Quý vị nhớ lưu video về nếu quý vị sắp xây nhà sắp tới để lúc cần mình có mở ra xem cho dễ quý vị nhé. Lên tới lầu trên cùng mình sẽ đi ra tham quan phòng ngủ thứ ba trước. Kế bên phòng ngủ thứ ba thì đây là phòng vệ sinh ở lầu trên. Lầu trên này mình sẽ có một phòng ngủ và một phòng giặt, phòng thờ và một phòng vệ sinh. Đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà nhé. Nhà này gồm 4 phòng vệ sinh và 3 phòng ngủ. Đây phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ này thì đã có giường, quý vị chỉ việc mua nệm, ga, gối về là có thể ở luôn. Và phòng ngủ nào cũng có một dàn tủ áo khủng này, hai dàn trên và dưới. Tủ rất là lớn, kệ để vali, kệ để túi sách, kệ để tivi. Và đây là kệ bàn trang điểm quý vị nhé. Tất cả được chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Đây, mình có học để bàn trang điểm ở khu vực này. Và tất cả phòng ngủ đã được chủ nhà đi đường chờ máy lạnh ở đây hết rồi này. Với mức giá 4 tỷ 500 triệu đồng cho một căn nhà 70 mét vuông tọa lạc tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì đây là một mức giá hợp lý cho một thị trường bất động sản đang sôi nổi như thời gian vừa qua. Quý vị có nhu cầu mua ở, mua đầu tư, mua cho thuê thì hãy liên hệ với nhà đất Hồng Sơn để mình đi xem trực tiếp. Mình có rất nhiều sản phẩm có đăng trên Zalo mà trên YouTube không có đăng hết được quý vị nhé. Lầu trên này mình sẽ có một nơi kê máy giặt phơi đồ ở khu vực này, kế bên phòng vệ sinh
của tầng trên đây nhé. Và khu vực bên đây là khu vực phòng thờ rộng rãi này, phòng thờ rất là rộng nha, quý vị có thể làm phòng ngủ thứ tư nếu quý vị bên công giáo. Phòng này rất là rộng nha, và phòng này thì chủ nhà cũng có để sẵn đường chờ máy lạnh ở đây rồi, để quý vị có thể làm phòng phòng ngủ thứ tư. Và phía trước là ban công này, quý vị nhìn lại ban công và con đường phía trước. Kế bên mình có một chung cư đây quý vị nhé. Đường phía trước rộng rãi thoáng mát này. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.